Dùng vùng 3 để ghi bàn, trượt ngã vẫn khiến đối phương phải vào lưới nhặt bóng hay lập công từ đường biên ngang là những bàn thắng khó tin nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Điển hình vào năm 2013, Ronaldo đã khiến cho nhiều người phải tròn mắt khi chứng kiến cú đánh gốc điệu nghệ của anh trong trận gặp Getafe. Nhưng đó chỉ là một trong khá nhiều lần cầu thủ này thực hiện những pha ghi bàn ấn tượng bằng gốc chân. Kỹ thuật tuyệt vời của Ronaldo giúp cho anh có khả năng ghi bàn ở mọi tư thế với bộ phận khác nhau trên cơ thể. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong bóng đá, thứ có thể đưa cảm xúc của các cổ động viên chạm tới đỉnh của sự thăng hoa chắc chắn sẽ là những siêu phẩm bàn thắng vô tiền khoáng hậu mang đẳng cấp vũ trụ. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc đỉnh cao ấy của các ngôi sao sân cỏ với top những pha lập công tuyệt đỉnh mà khó có thể tái hiện lại lần thứ hai. Có một điều thú vị về Olivier Giroud là cứ khi nào người hâm mộ cảm thấy chán nản về khả năng ghi bàn của anh nhất thì tiền đạo người Pháp sẽ đáp trả lại bằng những siêu phẩm. Người chơi hệ mộc thời còn khoác áo Arsenal đã có một bàn thắng làm chao đảo giới truyền thông thời điểm đó. Một cú móc bóng theo kiểu bò cạp có 1-0-2 không những khiến cho các The Gunners phải vỡ òa trong sung sướng, mà nó cũng trực tiếp đưa Giroud đến thẳng với danh hiệu Puskás, bàn thắng đẹp nhất mùa giải 2016-2017. Nhìn cách Alexis Sanchez tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Arsenal, đặc biệt là những bàn thắng mang đậm chỉ số bình tĩnh và quyết đoán để tạo ra cú lừa cho thủ môn đội bạn như thế này, chắc các cổ động viên của Manchester United vẫn còn khó hiểu và khóc ròng khi mà bao nhiêu tiền bạc của đội bóng lại chỉ đổi được một nghệ sĩ đánh đàn chính hiệu đắng. Tuy chỉ là một trận đấu phủi với tinh thần thi đấu giao lưu và kết hợp, nhưng chính vì tính chất thoải mái ấy mà những người hâm mộ có mặt trên sân đã chứng kiến được một siêu phẩm khá là dị. Xuất phát từ đợt tấn công hành lang cánh, sau khi nhận được đường tạt bóng chuẩn xác của đồng đội, thanh niên với bờ mông nảy nở này đã quyết định dùng chính bộ siêu vòng 3 của mình để tạo ra một kỳ tích và xé toang mạnh lưới đối phương. Chắc hẳn anh chàng thủ môn tội nghiệp và toàn thể đội bóng áo xanh cũng chẳng thể có thêm ý kiến gì với bàn thắng mang tầm vũ trụ này được, bởi vì đến nước này thì họ cũng cạn lời. Đây có lẽ sẽ là bàn thua ám ảnh nhất trong sự nghiệp của Jerome Boateng. Trong ngày mà cả hàng thủ Bayern Munich đều phải quy hàng trước sự hủy diệt của Messi, thì đích thân trung vệ người Đức đã trở thành nạn nhân chính cho cơn cuồng phong đến từ Catalan đó. Một cú xỏ háng khiến cho Boateng ngã dúi dụi, sau đó là màn kết thúc với pha lốp bóng đầy tinh tế đánh bại luôn Neuer. Lionel Messi đã trực tiếp đưa thẳng cái tên Jerome Boateng thành ông hoàng Mimi, cầu thủ bị troll nhiều nhất trên khắp các trang mạng xã hội thời điểm đó. Một khi đã khoác lên mình chiếc áo đỏ của Manchester United thì cho dù có là đẳng cấp hay đang đánh mất phong độ, chỉ cần hợp mệnh thì quý lão tiên sinh vẫn sẽ luôn bên cạnh phù hộ cho bạn. Và pha ghi bàn không thể rùa hơn này của Cristiano Ronaldo chính là minh chứng rõ nhất cho câu nói, đã hay lại còn may.
Một pha phán đoán điểm rơi của trái bóng không hề ổn chút nào của CR7 bất chợt lại trở thành cú dứt điểm quá ảo diệu, khiến cho thủ môn đối phương chẳng thể nào có thể lường trước được. Thôi thì nó cũng là cái số, mình cũng đành chấp nhận vào lưới nhặt bóng thôi anh Giai ơi. Thực sự để tìm ra được một người nào đó có thể tái hiện lại cú móc bóng kinh điển này của Zlatan Ibrahimovic vào lưới châu Hart, chắc khán giả sẽ phải mất rất lâu nữa may ra mới có thể tìm thấy, hoặc cũng sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai. Bởi để có siêu phẩm độc nhất vô nhị này, ngoài kỹ năng và bộ não đầy sáng tạo ra, thì tác giả phải sở hữu một độ điên nhất định trong người. Và kẻ có được tất cả điều trên, ngoài Ibrahimovic ra, còn ai dám tự vỗ ngực tự hào mình sẽ làm được bây giờ đây? Bởi vì nó quá là điên rồ. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Để bàn về những nhân tài nhưng chẳng may sinh nhầm thời thì Dimitri Payet chắc hẳn cũng có một slot trong cuộc hội thảo đó. Chân sút người Pháp không chỉ sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, có thể đa năng nhiều vị trí trên hàng công, mà khả năng sút phạt của Payet cũng là thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm. Pha vẽ cầu vòng đẹp mắt này cũng chỉ là một trong cơ số lần cầu thủ từng khoác áo West Ham đã từng làm được trong suốt những năm tháng đỉnh cao. Nhưng thật đáng tiếc, sự thiếu may mắn cùng lối sống thiếu khoa học xóa hết mình đã khiến cho sự nghiệp của một tài năng được đánh giá cao của nước Pháp mãi chìm và không có thêm một bước ngoặt theo chiều hướng tích cực. Cú giật gót đầy cảm giác này của Cristiano Ronaldo đã tạo ra một bàn thắng đẹp đến nỗi đồng đội của anh cũng không nỡ chạm chân vào để ăn cắp trứng gà, hoặc có thể đáp hơn là thanh niên kia không đuổi kịp quả bóng nên chẳng thể hôi được siêu phẩm của anh bảy. Đây thực sự là mùa giải đáng quên của Tottenham Hotspur, nhưng đó là xét trên bình diện cả tập thể. Còn đối với cá nhân, ngoài cú đúp danh hiệu vua phá lưới và kiến tạo của Harry Kane, thì pha lập công theo kiểu Rabona của Eric Lamela vào lưới đại kình địch Arsenal chính là khoảnh khắc ảo diệu nhất. Còn muốn biết nó ảo diệu đến mức nào ư? Các bạn hãy xem màn ôm đầu reaction đầy kinh ngạc của người đồng đội Sergio Reguilon ngay lúc đó để biết thêm chi tiết nhé. Reguilon kiểu: trời ơi, ông anh của mình vừa làm cái điều quái quỷ gì trên sân vậy? Thật không thể tin nổi mà. Đối với những người yêu bóng đá thì khi nhắc đến những cú vẫy má ngoài Trivela
thì cái tên luôn đính kèm theo đó chắc chắn phải là Quaresma. Quả thực, siêu sao người Bồ Đào Nha chính là người nâng tầm và biến một kỹ năng cao cấp như Trivela trở thành độc quyền thương hiệu riêng mình. Và cũng chỉ có Quaresma mới có thể ghi những siêu phẩm vẫy má một cách chuẩn nhất và đều đặn như cơm bữa. Thật khó để tách rời nhà vô địch Euro 2016 với Trivela ra khỏi nhau, bởi vì đơn giản, dường như họ sinh ra là để dành cho nhau. Tách là tách thế nào được, đúng không anh em? Vừa rồi là những pha bóng và bàn thắng vô cùng đẹp mắt mà dường như sẽ khó có thể tái hiện lại được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.